Trước khi bắt đầu thì mình muốn cảnh báo các bạn là video này không phải là một trò chơi. Deep Web thực sự là một nơi rất nguy hiểm và các bạn không nên truy cập vào dưới mọi hình thức nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức cũng như là sẵn sàng đối mặt với những gì các bạn chuẩn bị gặp phải. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thì mình hỏi các bạn trên Facebook đó là các bạn có muốn mình thử truy cập vào Deep Web và để xem trong đấy có gì không? Cái sự ủng hộ các bạn rất là nhiều, mình không nhớ là có vài trăm like thì phải, mình không nhớ nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thử truy cập vào Deep Web, một nơi thực sự rất nguy hiểm. Theo những gì biểu đồ này cho thấy thì cái Internet của chúng ta được chia làm 3 phần. Đầu tiên là có phần Surface Web, phần Deep Web và cuối cùng là phần Dark Web. Thì cái phần Surface Web là cái phần nổi, là cái phần bên trên mà các bạn truy cập và dễ dàng có cái trình duyệt như kiểu Chrome này, Internet Explorer các kiểu đấy, là những cái phần nổi. Sau đó đến phần Deep Web là cái phần chìm và cuối cùng là phần Dark Web là phần nguy hiểm nhất. Ở cái video lần này mình sẽ chỉ truy cập vào Deep Web và cũng chỉ truy cập vào cái phần cơ bản nhất của Deep Web thôi để xem trong đấy có cái gì, chứ mình sẽ không truy cập sâu hơn tại vì nó chứa đựng rất nhiều thứ nguy hiểm mà mình không muốn đối mặt những thứ như thế. Thì để truy cập được vào Deep Web, đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái trình duyệt gọi là trình duyệt Tor, hay còn được gọi với cái tên rất là thân thuộc và mỹ miều đó là trình duyệt củ hành. Ok, thì mình đã cài sẵn cái trình duyệt củ hành ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cần bật trình duyệt củ hành là một. Và sau đó chúng ta sẽ cần phải một cái phần mềm để ẩn cái VPN của chúng ta đi, ẩn cái vị trí, giả lập vị trí chúng ta. Ok, mình sẽ bật cái phần mềm giả lập vị trí của chúng ta lên đây và bắt đầu truy cập đến một địa điểm khác ở trên nước Mỹ. Ở đây có một dòng cảnh báo đó là nếu mình phóng to hết cỡ cái trình duyệt Tor này thì có một số trang web sẽ sử dụng cái điều đấy để khám phá ra cái màn hình của mình độ phân giải bao nhiêu, và từ đấy có thể khám phá ra địa điểm của mình và mình sử dụng ở chỗ nào, rất là nguy hiểm cho mình. Nên mình sẽ để ở cái màn hình Tor nó phản hình bé như này thôi, nó sẽ giúp mình an toàn hơn. Ok, đây là Tor chúng ta. Và sau khi đã ẩn được VPN, ẩn được Tor thì chúng ta cần phải cài đặt cái mức độ bảo mật của Tor vào phần cài đặt bảo mật và sẽ chỉnh mức bảo mật lên cao nhất, thì nó sẽ giúp cho mình ẩn danh tốt hơn nhưng mà đồng thời sẽ khiến Internet truy cập chậm hơn. Nhưng mà mình có thời gian và mình không muốn chết nên là mình để mức bảo mật lên cao nhất. Thì ở trên Tor này chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm của Tor sẽ là công cụ tìm kiếm DuckDuckGo hay là vịt chạy. Yeah, nó không phải là Google mà nó là vịt chạy. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cái đầu tiên ở trên Deep Web, đó là Hidden Wiki. Đấy là trang wiki chìm. Rồi, Hidden Wiki. Thì Hidden Wiki này nó sẽ là cái trang web, nó giống như cái Wikipedia, nó sẽ cung cấp những cái thông tin về những một số website trên Deep Web này. Và đây chính là cái mà mình cần thiết nhất khi truy cập vào Deep Web. Ok, nhưng mà tất cả những cái Hidden Wiki, giờ.com này, rồi .org, các thứ này này đều là những trang web chính thống và nó không phải là trang web ẩn. Mà cái trang web Hidden Wiki thực sự ấy, cái trang web Deep Web thật sự ấy, nó sẽ có một cái dạng là một dãy số ngẫu nhiên ở phía trước, sau đó .onion, là .củ hành ấy. Và bây giờ mình cần phải tìm trang web đấy. Ok, rồi rồi, mình nghĩ là mình tìm được rồi. Wiki, thehidwiki.onion.to, một dãy số rất là ngẫu nhiên đằng trước, .onion.to, wiki. Mình nghĩ đây chính là cái trang web mà mình cần tìm. Ok, đây là thehidwiki. Đây sẽ là cái trang web đầu tiên trên Deep Web mà chúng ta truy cập. Bắt đầu. Mình không biết mình làm này đúng hay sai nữa. Nhưng dù đúng dù sai thì người sai cũng là người không đúng. Ok, chúng ta đã thành công khi truy cập vào thehidwiki, wiki ẩn. Ở đây sẽ là cái nơi mà nó liệt kê chúng ta một số cái danh sách những cái trang web mà có tồn tại ở trên Deep Web. Một số trang web mà chúng ta chưa biết nó sẽ có những cái gì. Đây là lúc chúng ta còn phải tìm hiểu. Cảm thấy hồi hộp lo lắng quá. Ok, ok, ở đây là những cái dịch vụ tài chính. Hầu như là nó sẽ bán cái tài khoản PayPal, là cái tài khoản mà trích chữ tiền thường được sử dụng ở Mỹ nhiều hơn là ở Việt Nam. Thì đây nó sẽ bán rất là nhiều tài khoản như là kiểu Bitcoin này. Bitcoin ở Việt Nam bây giờ đã bị cấm lưu hành, tức là không mua bán được bằng Bitcoin nữa. Ở đây chúng ta có thể mua vàng, kim cương và sừng tê giác. Mua được những cái sản phẩm của Apple với giá thấp. Thuê một hacker mũ đen. What? Wow. Mua bán vũ khí. Oh boy. Mình sẽ không mua bán bất cứ một cái gì trên Deep Web hôm nay cả. Không phải hôm nay và không phải hôm nào khác. Ok, mình không ý định mua bất cứ một cái gì trên Deep Web cả. Mình chỉ biết xem nó có những cái gì thôi. Nói chuyện với một người khác ở trên này ẩn danh. Ok, tâm sự với người lạ ở những trang web khác thì mình có thể. Nhưng mà
web, dark web, deep web thì thôi. Mình không tâm sự với ai như này hết. Mình không biết nó có thể làm gì được. Phút trước tâm sự, phút sau đâm sau lưng mình, không chịu. Ô, có Facebook này. Cái trang Facebook deep web thực sự này. Wow, mình nên truy cập không? Thử truy cập xem Facebook ẩn xem nó có khác gì Facebook thật không. Cái Facebook này được coi là cái Facebook của deep web, tức là cái Facebook nó vẫn là Facebook thật, nhưng mà nó được ẩn đi và không những người dùng bình thường thấy được. Oh god, mình không biết nữa và mình sẽ không đăng nhập vào đâu. Mình chỉ xem cái bề ngoài của nó như thế nào thôi. Mình không nghĩ mình nên đăng nhập vào đây. Đây rồi, sau khoảng 30 phút chờ đợi để truy cập thì cuối cùng mình đã vào được. Nó giống như cái trang Facebook bình thường, nó không có gì đặc biệt cả. Nó cũng đăng ký các thứ tài khoản bình thường. Mình sẽ không đăng nhập vào Facebook của mình. Mình sẽ không làm gì ở đây cả. Mình sẽ chỉ xem nó có gì đặc biệt đây không. Và mình cũng không định tạo tài khoản đây đâu. Nếu mà các bạn muốn mình thử tạo một cái tài khoản của cái Facebook ẩn này thì hãy comment phía dưới. Và hãy like video này. Nếu video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ thử làm cái việc này. Nhưng mà hiện tại thì không. Ok, ngoài mọi thứ thì vẫn giống bình thường, không gì đặc biệt hết. Ok, ở đây chúng ta có cái Hell Forum, Forum Địa Ngục. Wow, mình chưa biết cái forum này, chưa nghe bao giờ. Ta thử truy cập vào Hell Forum xem nào. Oh boy. Cảnh báo, chỉ những người đã đăng ký mới được truy cập vào cái phần này. Cái gì đây? Tên đăng nhập, password và sống sót khoảng 60, không biết 6 phút, 60 giây, 60 năm. Và cho đến khi thôi. Oh, em không muốn chết, em muốn chết. Em muốn sống ít nhất là 600 năm nữa. Ok. What? Ở đây Spartan Dark Grip Hacking, Cracking. Oh, hack và crack, bẻ khóa các kiểu. Oh god. Oh, đây có iCloud Unlock. Mở khóa bất cứ phiên bản nào của iOS bởi một đội ngũ chuyên viên của Apple. What? Đừng nói chuyên viên Apple làm việc thế này nhá. Oh god. Oh god. Ui, drug. Oh my god, phần này cực kỳ nguy hiểm. Drug chính là cái nơi để buôn bán ma túy và mình sẽ không động vào nó. Không động vào nó. Nếu mình không muốn bị sờ gáy, không động vào nó. Làm ơn. Erotica. Wow, đây là cái phần mà những cái, nói chung là những cái 18 cộng, nhưng mà của những người 18 trừ, nói nào nhỉ? Cơ bản nó là ấu dâm. Và chúng ta cũng không nên truy cập vào đây. Không nên động vào. Nói chung là không được động vào đấy. Hidden Answer, một cái trang để có thể hỏi và đáp của những người sử dụng Tor. Ok, để xem những người sử dụng cái deep web thì họ sẽ thường hỏi nhau cái gì. Ồ, rất nhanh. Quảng cáo bản thân. Làm sao để có thể hack hầu hết mọi game. Ở trên này quảng cáo, có biết quảng cáo gì không? Thuê sát thủ giết người. What? Oh boy. Oh boy. Chúng ta thuê sát thủ để giết nhau á? Wow. Ok. Em không chơi đâu. Vãi cả quảng cáo ạ. Sợ vãi. Ok, như vậy là về phần cơ bản chúng ta cũng đã truy cập vào deep web và biết được những cái cơ bản deep web. Nếu các bạn muốn mình tìm hiểu sâu hơn và biết thêm ở trên deep web có những cái gì thì hãy like cái video này. Và một lần cuối, đừng bao giờ truy cập nếu các bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là các bạn sẽ phải gặp những cái gì. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là Dương Cậu.